Chào tất cả bà con đã quay trở lại với kênh của nhà vườn Vũ Tiến. Hôm nay nhà vườn Vũ Tiến chia sẻ cho bà con cách kỹ thuật hướng dẫn cho bà con về trồng dứa. Đấy, trồng dứa thì khoảng cách trồng là bao nhiêu? Đấy, 1 hecta mình trồng được bao nhiêu cây dứa và mình lấy giống dứa này như thế nào để cho cây giống dứa đạt chuẩn và trồng cây dứa vào thời điểm nào là thích hợp và thu hoạch vào thời điểm nào là thích hợp nhất đối với đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long. Cây dứa thì nó là một trong những loại cây khá là quen thuộc đối với những người nông dân chúng ta. Thì đây là một cái cây dứa được bẻ ra từ những cái cây già như thế này. Nó sẽ phân nhánh ra thành 3 4 nhánh và người ta sẽ thu hoạch những cái ngọn dứa này để lấy giống. Đấy, và đây là một bó giống dứa. Và sau khi cây dứa này được bó thành bó và người ta sẽ cắt cái ngọn đi để cho nó kích thích cái chồi non này nó lên và nó kích thích ra rễ để giúp cho cây dứa được nhanh phát triển hơn và hoàn thiện hơn thành một cây mới. Và cái chiều dài của cây dứa giống này thì nó rơi vào khoảng tầm 40 phân. Đấy, lá dứa rất là to và dài. Đấy, xung quanh thì rất là nhiều gai. Đấy, vì điển hình như một cái cây như thế này thì người ta cắt ngọn đi như thế này và người ta bẻ cái ngọn từ cái cây dứa mẹ và bẻ được một cái cây dứa mẹ có thể bẻ được 3 đến 4 cái ngọn như thế này để mình trồng thành một cây dứa mới. Và đây chính là vườn trồng dứa. Khoảng cách của cây dứa là bao nhiêu thì theo như quan sát thì khoảng cách của mỗi cây dứa là 20 cm đến 25 cm. Đây mời các bác xem, 20 đến 25 cm và khoảng cách từ mỗi hàng dứa là 30 cm. Đấy, từ hàng này sang hàng kia là 30 cm. Đấy, khoảng cách của luống là bao nhiêu? Đấy, thì em sẽ đo cho các bác 1 2 3, khoảng cách của này nó khoảng tầm 80 phân giữa các luống với nhau, mỗi luống cách nhau 80 phân và đều được trồng bằng ni lông trên những ni lông đen để bao bọc như thế này để cho lượng nước mưa chảy thẳng vào gốc và khi mưa nó chảy thẳng xuống gốc dứa này và hạn chế cái việc cỏ, làm cỏ rất là phù hợp. Và cái cây dứa này thì thích hợp với việc mà các bác có thể trồng ở những cái nơi mà nó có độ chua. Đấy. Và đất nó có cái độ dốc. Đấy, rất là phù hợp với những cái vùng vùng đất Đông Bắc Bộ. Đấy. Đông Bắc Bộ hoặc là những cái vùng đồng bằng rất là phù hợp với cây dứa bởi vì cây dứa nó cần cái sự thông thoát nước rất là tốt. Đấy, nếu mà ngập úng thì cây dứa nó sẽ không được đảm bảo và nó không phù hợp với việc trồng dứa. Đấy, khi nào thì các bác có thể trồng cây dứa này? Thì ở miền Bắc thì các bác nên trồng cây dứa này vào thời điểm thầm đầu xuân tháng 3. Đấy, và thu hoạch cái cây dứa này ấy, vào thời điểm tháng 8 đến tháng 9 âm lịch. Đấy, đấy là miền Bắc. Còn ở trong miền Nam, những vùng đồng bằng sông Cửu Long thì các bác trồng vào đầu mùa mưa, tức là tầm tháng 4 thì các bác trồng được những cây dứa này. Đó là những cái vụ chính. Còn thông thường thì cây dứa này có thể trồng quanh năm đều được. Bởi vì các bác có thể để ý cho em một chút là cái cây dứa ấy, bởi lúc nào các bác ra chợ cũng có thể mua được một vài quả dứa về để thắp hương hoặc là để ăn, để làm nước ép. Thế nên các bác tự hiểu là cái dứa này nó có thể trồng được quanh năm. Và đặc biệt là cái thời gian mà bao lâu để được thu hoạch một quả dứa thì theo em được biết và hỏi trực tiếp những người đã thu hoạch dứa ở đây thì nó rơi vào khoảng tầm hơn 1 năm là mới thu hoạch được, khoảng tầm 15 tháng. Thì theo em hỏi là người ta là trả lời như vậy. Và đây chính là cái vườn dứa lớn nhất ở miền Bắc tại Linh Bình. Hôm nay thì nhà vườn Vũ Tiến này có đi lấy giống dứa để bán cho bà con nông dân ở trên khắp mọi miền Tổ quốc.
và hiện tại là trên Linh Bình đấy, vùng đất thành phố Tam Điệp Linh Bình, người ta bán cái giống dứa này rất là nhiều, quả rất là to, trọng lượng trung bình mỗi quả dứa thì nó từ 1 cân đến 1,2 cân một quả, thế nên là cái độ dứa của nó rất là ngon. Và đây chính là cô chủ bán giống dứa, và cô đã đi hái cho nhà vườn thử một số cái loại dứa, và bây giờ nhà vườn sẽ đến gần cô và quay cái quả dứa này xem nó như thế nào, mời các bác cùng đón xem nhé. Có dứa là tốt rồi, ui quả to thế, nhìn ngon chưa? Này ăn được luôn chưa ăn được cô? luôn À thế ạ, à, cái ăn được này thì luôn. nó cái này là nó chín tự nhiên 100% đây này À chín chứ tự còn nhiên, ui nhiều thế, ui nhưng mà cô. cái dứa to thì dứa to họ bẻ họ bán hết rồi Ừ, chỉ còn dứa ui loại hai thôi rồi đây là dứa loại 2 mà nó to như thế này rồi dứa này. loại hai đấy còn cái dứa kia đâu còn cân như trên cân cơ mà Ui đấy rồi nhưng mà dứa đấy nó bẻ hết rồi vâng, thế bảo chứ thôi vậy thích thì quá. xuống dưới kia bảo chứ vậy đưa chị em mấy quả để em nhớ Trước anh nha ô tô em để cho à cái bẻ hoa thì đấy, một quả này cũng phải dứa này nó chín tự nhiên một cân đấy, thì rất là ngon luôn. nó chưa được vàng có phải mẻ cái đầu gọn đi không? Ok Đấy. được thôi thôi à nó có cái dao thì thay em đi chặt nó đi cho nó đỡ ở quê em toàn lấy cái ngọn này trồng cây ấy, trồng liệu liệu có nếu đúng mà ngọn thì cây em cái à dưa thế dưa ạ, không gai à người ta lấy cái này là trồng được đúng không, ừ còn nếu mà còn cái dưa gai này thì không trồng được đâu à thế ạ, cái thảo nào ở nhà trồng bao nhiêu chả thấy quả gì không không sẽ không có quả à thế ạ. mà nó là cái dứa mà không gai ấy, thì là lấy cái hoa này trồng nó sẽ có quả Vâng. ừ, còn cái dứa này nó sẽ không có quả đâu Vâng. dứa này thì nó phải lấy bằng chồi À thế ạ. Thế thì mình phải làm thế nào để có cái chồi để mình ấy, mình phải. khi dứa trồng mới là như thế này còn Vâng. khi mà mình thu quả đi À thế ạ. thì nó sẽ nảy cái chồi đấy lên nảy Vâng. chồi thì mình sẽ tách chồi ở cái tại cái cây mà mình vừa thu quả À. để mình trồng À. Thế có nghĩa là cái này cái vườn này đã từng thu hoạch quả vườn rồi. này đã thu hoạch quả rồi và À. đã thu chồi một lần rồi Vâng. nhưng mà một lần đấy còn lần này là lần thứ hai À. Thế em cháu hiểu rồi. Chín tự nhiên. cái này bây giờ còn ăn luôn được đấy Gọi ăn luôn. không nó vàng trong ruột vàng hết rồi Nhìn nó ngon nhỉ. chín tự nhiên rồi nhưng mà cơ bản Ô, sao cô lấy nhiều thế cô? à thì ở đây thì bọn chị là bọn chị xin thôi À, xin tôi á, không ui đã có phải tiền nong hết rồi. Một đống cái này mà không phải mất đồng nào ngoài vậy nhiều nhỉ. mình là cái dân ấy rồi này người ta còn phải mang tận nơi cho mình chứ À thế ạ. tính là ví dụ như Vâng. nhà em có không có là họ bảo cũng vậy thì đi em bắt em biếu chị À chứ thế ạ, vâng. biếu khách hàng chứ Vậy là để cho khách hàng thế thử thì cái là cái khách hàng dứa. ở đây thì nhà này nó không có bây giờ sau mình tách cho nhà đấy nó có thì là tự họ họ được biếu mình À. Nhìn ngon nhỉ. Ui rồi, rào sắc thế. ra cái chồi của họ ăn Đây, về để quà cho thằng em. Đi nội đi Ninh Bình qua nếu dứa. như mà trường hợp mà nó mà chưa bẻ nó bán ngoài thì dứa Vâng. to đi đây Cái loại dứa lại một đấy. dứa loại một đấy Vâng. trên cần hết cần một cần Nhìn hai ngon nhỉ. cần hết Toàn cân 1 cân 2 đúng đây không? là nó Đây, mới bọn em đó là hoa hậu rồi. Thế thì chắc khả năng xuất đi đâu ấy chứ ở đây thì không có. Và đây chính là cái quả dứa mà được thu hoạch từ chồi lên. Đấy, nhưng mà theo được em được biết thì cái cây dứa này đã thu hoạch rồi và bây giờ chỉ chủ yếu là lấy chồi thôi. Còn đây là một số quả nó có thể nó mọc lên có chuyện bình thường. Đấy. Đấy, cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi kênh của nhà vườn Vũ Tiến. Thì các bác mà có nhu cầu mua dứa hoặc là muốn biết thêm về kỹ thuật trồng dứa thì các bác có thể bình luận ở phía dưới phần video này hoặc là các bác có thể nhắn tin trực tiếp qua fanpage hoặc là Zalo của nhà vườn Vũ Tiến là 0388 744 666 hoặc các bác có thể kết bạn với nhà vườn Vũ Tiến qua số điện thoại là 0388 744 666 hoặc truy cập vào website của nhà vườn Vũ Tiến là nhavườnvũtiến.com. Đấy, để các bác biết thêm thông tin. Hãy nhấn đăng ký kênh và chia sẻ video này cho mọi người được biết nhiều hơn về nhà vườn Vũ Tiến. Cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video của nhà vườn Vũ Tiến trong suốt thời gian qua. Xin kính chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn.